Tinh dầu thông đỏ là một sản phẩm được chiết xuất từ tinh chất của cây thông đỏ rất là quý hiếm. Từ rất là lâu thì tinh dầu thông đỏ đã được người Hàn Quốc đánh giá rất là cao và tin dùng để phòng ngừa và điều trị rất là nhiều loại bệnh. Công dụng chính của tinh dầu thông đỏ là phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường. Thứ hai là giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Thứ ba là tăng sức đề kháng và thứ tư là chống oxy hóa, làm đẹp da. Thứ năm là bảo vệ tế bào gan, hạ men gan. Để liên hệ mua tinh dầu thông đỏ thì các bạn hãy gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh 0904079719. Hiện nay thì Thảo Dược Đức Thịnh đang phân phối tinh dầu thông đỏ trên toàn quốc với giá bán lẻ là 1.100.000 một hộp 100 viên. Bạn có thể đến trực tiếp công ty chúng tôi để mua hàng ở địa chỉ là 290 Hoài Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.